Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán trăng tài lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tìm x phân số toán lớp 4. Thì để giải những cái bài toán liên quan về tìm x phân số lớp 4 thì các bạn cần thứ nhất là các bạn nhớ đến phân số giúp lại. Phân số. Ví dụ như 7 phần 2 thì các bạn phải xác định ở trên đó là tử số, ở dưới gọi là mẫu số. Và các bạn nhớ giúp lại mẫu khác không? Mẫu khác không? Để chi ạ? Để lên lớp 9 và lớp 10 các bạn sẽ học đến điều kiện có nghĩa của phân số. Ok chưa ạ? Thứ hai các bạn cần đó là phép cộng nè, phép trừ nè, phép nhân nè và phép chia phân số. Các bạn phải giỏi những cái vấn đề này. Thứ ba đó là liên quan về công thức cơ bản về tìm x. Ý nói phép cộng nè, phép trừ nè, phép nhân nè và phép chia là các bạn phải biết. Giả sử như phép cộng thì các bạn muốn tìm số hạng thì các bạn phải làm như thế nào, muốn tìm tổng thì như thế nào. Được chưa ạ? Ok chưa? Rồi bắt đầu mình sẽ giải bài B và bài bài D nha các bạn. Bài B. 9 phần 2 cộng x trừ 3 phần 4 bằng 25 phần phần 4. Thì các bạn xem cái ngoặc này nè. Cái ngoặc này như là chữ x. Thì các bạn lại quay về phép gì ạ? Phép cộng. Đây là số hạng. Đây là số hạng. Đây là số hạng. Và đây là tổng. Ok chưa? Vậy muốn tìm số hạng các bạn phải nhớ công thức. Muốn tìm số hạng là x nè, vậy là x trừ 3 phần 4. Ta lấy tổng nè, trừ đi số hạng đã biết. Kịp chưa? Rồi, thì tới đây các bạn sẽ giải phân số trừ phân số. Được chưa? Thì mẫu số chung là mấy à? Các bạn nào không biết thì lấy 4 nhân 2 là mẫu số chung là 8. Còn bạn nào biết thì ở đây mình sẽ có mẫu số chung là 4. Được chưa? Quy đồng mẫu. Rồi, x trừ 3 phần 4 các bạn giữ lại nè, bằng, thì mẫu là 4 thì 25 phần 4 là có mẫu là 4 rồi, không cần nhân gì hết. Rồi trừ 2 thì thiếu mấy ạ? Thiếu 2 để ra mẫu là 4. Vậy dưới nhân 2, ở trên nhân nhân 2. Vậy x trừ 3 phần 4 sẽ bằng, đây sẽ ra 25 phần 4 trừ cho 18 phần 4. Đây là phép trừ hai phân số cùng mẫu, ta lấy tử trừ tử, mẫu viết lại. Vậy 25 trừ 18 ra bao nhiêu ạ? Ra 7 phần phần 4. Ok chưa ạ? Rồi tới đây thì các bạn lại quay về phép gì ạ? Phép trừ, đây là số bị trừ, đây là số trừ và đây là hiệu. Vậy muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. Ok chưa ạ? Rồi tới đây thì các bạn lại quay về phép cộng hai phân số cùng mẫu, ta lấy tử cộng tử, mẫu giữ lại. 7 cộng 3 là 10, 10 phần 4, 10 phần 4 thì các bạn rút gọn được là bao nhiêu ạ? Các bạn hãy rút gọn giúp lại luôn nha, hãy rút gọn luôn. Ok chưa? Rồi tương tự bài D, thì bài D cũng giống như bài B mà thôi, khác ở chỗ là số 4 này, thì các bạn nhớ 4 chính là số tự nhiên, thì có mẫu là 1 đó các bạn, là 4 phần 1. Rồi đây là phép cộng nè, thì các bạn có tính chất giao hoán mình để gần lại, vậy x sẽ bằng x nè cộng 4 cộng 3 phần phần 4. 4 chính là 4 phần 1 đó các bạn. Ok chưa ạ? Rồi thì tới đây ta cộng hai thằng này trước, vậy mẫu là bao nhiêu ạ? 1 nhân 4 là 4, vậy là mình sẽ có là ở trên tử nhân 4, ở dưới mẫu nhân 4. Hồi nay có mẫu là 4 rồi, các bạn viết lại bằng 17 phần phần 2. Rồi vậy x cộng 16 phần 4 cộng 3 phần 4 bằng 17 phần phần 2. Rồi đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu, ta lấy tử cộng tử, mẫu viết lại là bằng 19 phần phần 4 bằng 17 phần phần 2. Rồi thì đây là phép cộng nè, đây là số hạng nè, đây là số hạng và đây là tổng. Vậy muốn tìm số hạng ta lấy tổng nè, 17 phần 2 trừ đi số hạng đã biết nè. Rồi các bạn hãy tính kết quả hàng này bằng bao nhiêu, comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Rồi còn bài E
và bài C các bạn cũng giải tương tự. Rồi các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.